để giật spotlight mà anh. Hả? Chứ mà mình đâu có đi làm nền được. Ê là mình xong chưa? Là cái đầu ok chưa? Ok. Ơi ơi cái này khó thấy được luôn á. Cái của em nó bây giờ nó hơi nặng hơn xíu mà chắc rồi. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM. Linh Chi, mẹ xin gái tốt. Em xin cho em là cho cả mẹ em. Ok, mẹ nhá. Bye bye mọi người. Em đi đâu? À, em cảm ơn anh. Đi vào đâu? Dậm. Mệt ngoài tôi Trần Thu Hà. Chị Hà Trần hai cái tên Hà. Hay là em sẽ bỏ tay lên đây. Đúng rồi. Em bê cái đầu được không? Cái mà hát đầu được không? Không, cái đầu tôi bự lắm. Cái đầu của tôi. Bây giờ bà bỏ cái này ra trước rồi đi. Mình đổi con mèo đi, đưa con mèo đây. Không. Ơi mình đổi ra, mình đổi sao mình gỡ ra. Lại nhây đi. Mình lại nhây đi. Cái này khó thấy người nha chị. Thế phải đứng dưới sẵn cái máy quay đó. Thôi là công của anh chị tôi phí hoài. Đứng canh chứ đây, quay chứ đây. Nó tính hơn mình luôn á, nó tính tới đầu luôn á. Thế đừng có đổi chút, anh không biết luôn á. Hay là anh có đổi. Để giật spotlight mà anh. Hả? Chứ mà mình đâu có đi làm nền được. Ê là mình xong chưa? Là cái đầu ok chưa? Ok. Ơi ơi cái này khó thấy được luôn á. Cái của em nó bây giờ nó hơi nặng hơn xíu mà chắc rồi. Chị thấy cái đầu dễ ai? Coi hơn nhiều à. Dễ thấy hơn nhiều và nó dễ đeo. Rồi hỏi bên kia đi, bên kia sẽ trả lời cho biết là cái cảm giác đeo đầu cá như thế nào. Đâu rồi? Đây. Đeo đầu cá như nào chị? Ồ, đầu cá khó coi hơn của Trang nha. Đầu cá khó nhìn và cái âm lượng nó phát ra cũng khác. Cũng khác hơn kỳ đà hoa nha, cái này khó hơn của kỳ đà hoa. Đây là kỳ đà. Cái là đứng yên một chỗ thôi chứ đi là dắp té đó. Đúng không? Đứng yên một chỗ thôi chứ đi là té đó. Cái của kỳ đà hoa cũng đi được. Còn quăng qua. Nhưng mà hai cái đầu này nha rất là dễ đúng chị nè. Nè, đầu này cũng dễ là đầu của đầu bướm mặt trăng vậy. Dễ hát lắm nè. Đưa cái mic vô đây hát. Thì nó kêu, thì mấy người đó kêu tôi hát mặt nặng đó. Còn con chưa ra nha mọi người. Không hiểu chị. Từ đổi chị, từ đi tí đổi. Cố gắng, các em sẽ giỏi, đứa nào cũng giỏi hết. Chị dạy nha, qua chị dạy nha. Trời ơi. Chị dạy free cho tụi em nha. Quá trời. Tụi em giờ đổi con. Mày quá. Bài
Em với lại chị Thảo Trang ở trong đó là cá đồ. Cá đồ. Cá đồ mất đi ăn 1,4 triệu. Mi mất 100 triệu đấy, mời mọi người đi ăn đó. Đúng rồi, là 14 người còn lại tôi quyết định hết rồi là chị sẽ mất 100 triệu đi ăn. Thôi 15 người đi ăn. Nhưng mà cái này không ngồi được, cái này không ngồi được. Cái này không ngồi được. Cái này không ngồi được. Đây là thưa quý vị, hàng xóm của em. Không biết là sau khi mà cô có giải cô ra học phí hay không, em không lo. Không mà, ăn nhanh đi ạ. Đây là ca sĩ mới nổi của Vipin. Nhưng mà cuối cùng tôi đã thành công. Quá trời. Nhà ở nhà ba má thấy cái này. Nhà ở nhà ba má thấy cái này. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.